và vừa đáp máy bay xuống thành phố xinh đẹp ở tại Sydney thì điểm đến đầu tiên mà tụi mình được đến và trải nghiệm đó chính là thưởng thức buffet tại nhà hàng xoay sang chảnh Skyfix nằm trong tòa tháp Sydney Tower. Và đây chính là một trong những biểu tượng của thành phố Sydney, nó cao đến 85 tầng các bạn. Và một cái trải nghiệm rất là đặc biệt đó là chúng ta sẽ ăn trưa ở tại nhà hàng này, ngồi một chỗ thôi và nó sẽ xoay 360 độ để mình có thể ngắm toàn cảnh Sydney. Các bạn có thể nhìn thấy đó là nhà hàng này nó đang xoay nè các bạn, và nó xoay 360 độ và đây là một cái trải nghiệm thật sự rất là tuyệt vời. Mình ngắm nhìn thành phố Sydney từ trên một cái độ cao rất là cao giống như vậy, và buổi trưa thì có rất là nhiều những ẩm thực rất là ngon, rất là tươi, hải sản hay là những cái món ăn ở khắp trên nơi trên thế giới, và đặc biệt đó là món ăn địa phương giống như là kangaroo. Và nếu như bạn nào yêu thích trải nghiệm những ẩm thực, những cái nền văn hóa trên toàn thế giới thì chúng ta nhất định phải nỗ lực để mình có thể go AOS, có mặt trong những cái chuyến đi rất là tuyệt vời của Amway như thế này, đúng không các bạn? Rất là nhiều những cái món ăn ngon, và Vi cảm thấy rằng đây là một trong những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Đến bất kỳ một cái quốc gia nào, mình được ngồi ở trên cao, ngắm nhìn toàn cảnh thành phố của quốc gia đó, phải nói rằng rất là hạnh phúc, rất là tuyệt vời các bạn. Và đây là một cái buổi ăn trưa với một cái view thật sự rất là đẹp, đẹp hơn trong video clip rất là nhiều, một cái view triệu đô. Và nhất định chúng ta cùng nhau nỗ lực để có mặt trong những cái chuyến AOS tiếp theo các bạn nha. Sydney rất là tuyệt vời và còn rất là nhiều video clip, các bạn hãy cùng nhau đón chờ những cái video clip tiếp theo của Vi các bạn nha. Bye bye.